nữ ca sĩ phàn nàn, bị Trấn Thành bỏ bê mỗi tối vì điều này. Là một ngôi sao hạng A đắt sâu, phủ sóng trong loạt chương trình truyền hình ăn khách với mức cát xê thuộc hàng top. Trấn Thành được cho là đang sở hữu một khối tài sản đồ sộ. Nổi tiếng giàu có, nam MC cũng có nhiều sở thích triệu đô, là một trong những nghệ sĩ nam chăm sắm đồ hiệu và sở hữu nhiều món đồ quý giá. Trấn Thành mạnh tay chi tiền mua nhiều hàng hiệu như giày dép, túi sách, cài áo. Đặc biệt, ông xã Hà Di Ân nổi danh là người yêu nước hoa với cả bộ sưu tập hơn 200 chai thuộc hàng hiếm, xa xỉ trên thế giới. Tuy nhiên, chính vì sở thích tốn kém mà trên sóng truyền hình, Hà Di Ân nhiều lần phàn nàn cô phát ghen vì sở thích và đam mê nước hoa của Trấn Thành. Cụ thể, trong một chương trình game show, Hà Di Ân chia sẻ, chồng em không phải xịt nước hoa, mà là tắm nước hoa. Mỗi khi dùng, anh ấy xịt hơn 10 lần trong khi em 2 lần là đủ. Chồng em mê nước hoa kiểu như sinh mạng của anh ấy. Có lần đi Pháp, anh ấy mua cả 100 chai nước hoa. Mỗi lần đi mua sắm ai vui chứ em căng thẳng lắm. Hà Di Ân hài hước chia sẻ về việc Trấn Thành xịt nước hoa quá nhiều, mùi đậm nên mỗi lần sử dụng khiến nhiều người phải bỏ chạy. Hà Di Ân nhiều lần phàn nàn về sở thích sưu tập nước hoa của Trấn Thành. Giọng ca Hương Đêm Bay Xa còn tức tối cho rằng, hai vợ chồng thường tất bật với công việc riêng, chỉ có thời gian mỗi tối bên nhau, nhưng ông xã luôn dành khoảng thời gian này để sắp xếp và lau dọn tủ nước hoa thay vì lên giường ôm công ngủ. Nhiều khi em nghĩ em là phụ tùng trên giường, em không bằng một góc tủ nước hoa, ngày nào cũng lau chùi sạch sẽ, vệ sinh đàng hoàng. Hà Di Ân ghen tung với sở thích sưu tập nước hoa của chồng. Tuy nhiên, Hà Di Ân cho rằng, đây chỉ là một sự ghen tuông đáng yêu chứ không quá gay gắt với chồng. Hà Di Ân tiết lộ bị chồng bỏ bê chỉ vì những chai nước hoa. Trấn Thành sở hữu bộ sưu tập nước hoa hơn 200 chai đắt tiền, xa xỉ. Theo đó, nam MC sinh năm 1987 có khoảng 200 chai nước hoa từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, trong đó có những chai thuộc phiên bản giới hạn, cực kỳ hiếm và khó tìm mua được. Giá của mỗi chai nước hoa từ thương hiệu Clyde Christian, Zoya Dover, có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Qua đó có thể thấy độ chịu chơi và niềm đam mê mãnh liệt với nước hoa của Trấn Thành. Cách đây không lâu, Trấn Thành từng gây sốt khi đăng ảnh đập hộp chai nước hoa hiệu Zoya Dover có giá 75 triệu đồng. Điều đặc biệt, đây là mẫu nước hoa có số lượng giới hạn trên thế giới, đồng thời, bên ngoài vỏ hộp có chữ ký của nhà sáng lập thương hiệu. Nguồn: http://danviet.vn. Lý do: Hà Di Ân ghen tuông vì bi chan thanh bo bè moi toi 5020201774927120. Ơn ơn chú: http://danviet.vn. Lý do: Hà Di Ân ghen tuông vì bi chan thanh bo bè moi toi 5020201774927120. Hơ tờ mờ.